Okay, xin chào tất cả các anh. Chương ngày nay chúng ta sẽ cùng điểm mô tả về số cho mô hình industrial grinder chứ các anh, grinder này. Chương chúng ta sẽ điểm tiếp về pin năng một na cần potent đa van tràn chương nhé này. Các anh chúng ta lên ao mô bản phía tràn cứ bắt cắt chia cần amber từ lơ này. Mô tả về số này các anh này. Bây giờ cắt cần lơ này. Chương việc cần cứ ban tập phí này các anh. Này. Chẳng dương cũng cân do em bơ cân lên nâng cực hạt mà ta đi mà chẳng ok chẳng là dương mà phụ tiệc này ta mô ta phải soi nâng ở anh industrial grinder nâng là mùi nạ cân mang tràn chương tỏ ok chẳng video này cứ video clay ấy tỏ chẳng là lời dương đã này đã sang vô sắm an toàn đã sang ba gắt cá thế này ta ok ta chẳng là lời đã sang những bạc máu thà nâng với cân man má thế mà ok ta chẳng là lời bạc mới cân là muối mới ban man rồi ok dương cân ở đây muối ban và muối vô thêm na chẳng này dương này chẳng đặc thế lực nói công cân không ở mô ta phải so cứ kha đây này dương mà này apothen đá nó bây giờ dương vô em bờ mà cân dương cũng cân không ở mô ta phải so này dương cứ kha ra cân cân mà em bờ ban tập pi này dương mà em bờ ban là đang tập pi thì apothen đá đang ban tập pi thì bây giờ dương cân ở không ở nên là industrial grinder nó đang cân muối ban và muối vô này dương này ai bị ai cân mà đo mát đọc em bỏ một tên là cái này cần đo mỗi bán này cùng cùng trai bữa sang về được này ok chẳng nếu còn chia tịnh này tịch tôi giảm nặng này là lên từ bộ người ta bình nặng này lên dù hậu dân phải chỉ có đăng cái này mà này ok chắc là industrial grinder nó nhưng là ngay muốn flip vào cái này này ngay nó winner level mà vào là dùng mưa tặng cái này dùng cả đại flip mưa level rồi thế nào đây ok dùng mưa level với chắc winner level là hot bull cái gì này bên nơi vừa mới học 4 về ai cả mà nó không ở fabricator nãy chẳng ở video dương cứ miền tập phần đăng tế nhưng có trong của hai này này vì tịnh này tịch tụi chẳng ở đây này bye bye cái chưa.